Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 40 năm, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có hàng trăm, hàng ngàn thầy cô giáo cả đời cống hiến trong ngành giáo dục và đào tạo. Họ đã dành cả thanh xuân đứng trên bục giảng để làm người lái đò, đưa biết bao thế hệ học trò sang sông cập bến bờ tri thức và thành đạt. Một tiết học kể chuyện tại trường mầm non Trần Cao, huyện Phù Cừ. Không có cảnh cô kể cho nghe, thay vào đó là một tiểu phẩm và diễn viên là các học sinh trong lớp. Đạo cụ là những tấm bìa cắt tông do cô giáo Đỗ Thị Bích cắt vẽ, trang trí. Từ nhiều năm nay, cô Bích luôn dành thời gian rảnh rỗi, tự tay thiết kế, lắp ráp các đồ chơi, đồ dùng học tập từ những nguyên liệu bỏ đi, rẻ tiền. Khắp phòng học, không thể đếm hết có bao nhiêu món đồ chơi, đồ dùng học tập được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của cô Bích, như những rau củ quả bằng vải, chiếc ô tô từ gỗ vụn, dụng cụ học đếm số, chữ cái ra đời, theo trẻ trong suốt buổi học. Cô ấy tự sắm cho mình một cái máy khâu này và bộ dụng cụ nghề để cô ấy làm cái đồ dùng cho trẻ. Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua thì cô ấy đã làm được khoảng hơn 4.000 đồ dùng đồ chơi. Thật là cô ấy là một cô giáo rất là tuyệt vời. Say xưa thì có khi ở nhà làm cả buổi thì cũng cảm thấy mỏi người. Đôi khi là đứng lên ngồi xuống thì cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà với cái niềm đam mê của mình muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con thì tôi có thể vượt qua được. Cô giáo Hoàng Phượng Ly gắn bó với trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật từ những ngày mới thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, không đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trước tình hình đó, cô Ly đã vận dụng mọi mối quen biết, kết nối các mạnh thường quân, vận động các giáo viên và phụ huynh chung tay xây dựng các hạng mục của nhà trường. Mỗi người đóng góp một chút, cái gì cần thì làm trước. Đến nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã có 3 dãy nhà khang trang, đáp ứng đủ phòng học, phòng bộ môn, thư viện, sân thể thao. Các lớp đều được trang trí nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học. Không chỉ vậy, cô luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để được làm bạn với học sinh, được nghe những lời chia sẻ cởi mở, tin cậy của học trò. Cô hiệu trưởng là một người rất là tâm huyết với nghề. Cô cũng là một người rất là yêu quý học sinh ạ. Cô không những tạo ra cho em một cái ngôi trường trang trọng và sạch đẹp, mà cô còn tạo ra cho em nhiều cơ hội để phát triển trong học tập. Đây là hai trong số gần 70 giáo viên được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trong một bề khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các thầy cô vẫn bám trường, bám lớp, thực hiện sứ mệnh chồng người. Toàn tỉnh Hưng Yên đã có 40 giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, hàng ngàn giáo viên được các cấp ủy đảng, chính quyền khen thưởng. Và phần thưởng quý giá nhất là tình cảm trân trọng của học sinh, phụ huynh và của toàn xã hội.